cho bố về. Bố về. Giờ đi ăn kẹo. Bảo đi. Đi làm đi. Dạ. Em không mua được. Ôi.
Ăn chụp quen rồi. Cái này quên mình còn lưỡi đen che vào mai hỏng hết luôn này. Lấy ba chèn luôn. Chèn luôn xong xây luôn nó mới chắc. Cái này chèn luôn xây. Xây cả cái này cao đều xong chèn luôn. Chèn xong là đánh hàng bằng xong là xây lên xây lên xây lên xây lên máy rồi nhỉ. Ngay. Làm gì? Tôi vừa gọi xong. Cha hỏi cái gì nữa? Đang bận tí. Hỏi thằng Phú nhá. Đấy bộ cái bậc kia với bậc dưới khác gì chẳng qua bậc kia. Cái đấy láng là phải đấy. Nó hẹp hơn một tí. Bậc dưới nó rộng hơn một tí. Bậc dưới nó rộng hơn một tí thôi. Dài như nhau luôn. Không trước nào không làm một thể đi. Ê, bảo làm luôn thế. Kéo máy kéo lên kéo. Để thả nó để đâu thôi. Cái này nhá, cẩn thận đừng xem đừng vứt đi nhá. Có nhiều chỗ nên dùng nhá. Đây, đoạn. Nhanh nhanh nhá, đói nhá. Đói cơ. Sáng nhá, trứng chám. Một tuần em lấy tiền không nghỉ luôn à? Vâng, nghỉ. Nghỉ anh thanh toán cho em xong nốt. Sao chứ? Ờ, hôm nào anh có việc anh lại gọi nhá.
ngoan nhá. Yeah.
Mệt không? Có mệt không? Thấy mệt không? Mình mang quả đi bán. Chào mẹ vợ, đi ơi, đi hỏi á.
Thế bây giờ bảo anh lấy xong tí ba kia về lấy em không cho nữa đâu. Chưa bàn giao nhà này đâu, nó bảo là nó TP em. Ừ. Mơ cứ cháu mà sắm hơn. Không kế hết 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 hết. Đấy, đêm bù ngon xong lấy con giao hồi liệu ngay. Ngon chưa giao đất thì mà lấy tiền của người ta. Lấy. Sao cháu không lấy? Cái đất của bà đấy. Có đâu. Ra hỏi lấy tiền. Đâu cần nhận gia đình này. Đang báo. Mấy cơ khai mắc sướng. Mắc sướng là nhau vậy không? Đấy mới được mà. Không lủng gì á. Có thấy con gà nào đâu? Không, con gà nó thật chứ. Con gà trăm năm con gà bé. Cười lắm. Thế nó phải là con to một tí. Khác rồi ấy.
chỉ có 10.000 đồng. Đây ba con cô bác anh chị em đang ngồi làm việc ngoài chợ ở đây buổi nay. Ba con cô bác anh chị em đi chơi, các ghé tại này xem cửa hàng chúng em bán các loại khẩu trang, đẹp đẹp chụp tóc, bàn trải đánh răng, hàng đơn giản. Anh chị em đi chơi, các ghé tại này xem cửa hàng chúng em bán các loại khẩu trang, đẹp đẹp chụp tóc, bàn trải đánh răng, hàng đơn giản chỉ có 10.000 ba cái, ba cái chỉ có 10.000 đồng. Mời ba con cô bác anh chị em đang ngồi làm việc ngoài chợ đủ màu đủ loại. Bà con cô bác anh chị em đi chơi, ta ghé ta lại xem cửa hàng chúng em bán các loại khẩu trang, đẹp đẹp chỉ tóc, bằng trẻ đánh răng, hàng đơn giá chỉ có 10.000 ba cái, ba cái chỉ có 10.000 nào. Mời bà con ba cái chỉ có 10.000 nào. Mời bà con cô bác anh chị em đang ngồi làm việc ngoài chợ đủ màu đủ loại. Bà con cô bác anh chị em đi chơi, ta ghé ta lại xem cửa hàng chúng em bán các loại khẩu trang.
Mẹ nhỉ, mẹ mua cho à, mẹ mua cho biết à, rửa tay không? Nhiều bố không? Có nhiều bố à? Nhiều bố không? Đi. Đi làm cái gì mà đi làm? Đi làm. Bỏ lại là cứ ở đây xong đi làm. Đi làm cái gì? Đi làm đi. Đi theo mẹ. Đi. Vào nha. Đi đây. Đi làm đây. Đi làm. Đi làm. Đi làm. Cho bố về. Bố về. Bố về. Bố đi xong là không có tính chất gì nữa. Bố về em tí nha. Đi. Đón mà. Đi làm đấy. Đón mà, đi theo bố. Đi làm đi. Đón mà. Đi làm. Đón mà. Đi làm đi. Đón mà. Đi. Bố. Bố cho kéo ăn đi. Bố làm đi. Đi kéo. Chờ đi ăn kẹo. Bố đi làm đi. Bây giờ cho bố đi làm rồi đấy, không nọ bố bảo đi làm mà. Đi làm đi, không nọ bảo đi làm mà. Đây, bố chọc kẹo. Chọc kẹo.
Nam nữa mẹ không mua cho. Nghe thấy không? Đây bố đi, đi, bố đi. Đi đi. Bố ăn cái này mua cho. Mẹ không mua cho. Mang đi. Đi. Đi mang đi. Đi, đi làm đi. Nhà. Đi làm. Ba nhà làm đây, đi, đi làm đi. Đi làm đi. Đi, đi cái coi. Ăn đâu mà mẹ không muốn cho. Ăn làm gì? Ăn làm gì đi ba đi. Còn đi làm không phải đi chơi đâu. Đi làm không phải đi chơi nha mà anh ở nhà với vợ con nó chật thế à. Đấy, ăn đi. Đi đi đi. Đi làm tiếp đi, bây đi giờ em cho anh đi rồi đấy, anh đi đi. Sữa. Không. Mua mẹ không muốn cho. Không uống đâu. Mình sửa đi, mình sửa đi. Cắt đi. Đi làm đi. Đi làm đi. Bắt cặp đi. Đi đi. Đi làm đi. Đi. Mua mày không mua cho, mua ăn mày không mua cho. Nha. Kẹo. Nè, kẹo. Không ăn đâu. Ăn mày không mua cho. Mình sửa không biết. Đi làm đi, đi đi. Đây, anh đi làm cái thịt thừa chúng mua được ít kẹo về lấy cho con ăn. Mà này mà không muốn cho. Không mua được. Không ăn đâu. Đây, bố. Rồi, tùy nhá. Đây. Đi ra kia ngồi đây. Đi làm đi, về làm gì? Đi đi. Đi làm cũng được kiếm tiền nữa. Mua cả con này. Tiền là tất cả đấy anh, thì anh cứ đi. Đây, kẹo, kẹo. Em không mua được kẹo. Anh cứ đi bán đi nhá. Đi làm đi, về làm gì? Thế. Được không? Xin bố, xin bố. Không. Không lấy à? Tham mùa. Đi làm đi. Cấm vào nhà. Đi làm đi, về làm. Đi làm đi. Đi làm, kêu rồi. Chơi chơi cái gì? Vác đi. Vác đồ và đi đi. Đi về làm. Ôi. Bye. Đi đi. Sao không đi đi? Hôm nọ em không cho đi viết thư rồi bỏ đi một mình đấy. Biết anh đi làm hay anh đi chơi đâu mà. Đi à? Đi làm đi. Đi làm. Bèo, bèo, bèo. Đây, quý ơi, bố cho kẹo này. Không. Lấy làm gì nhỉ? Kẹo. Không lấy đâu. Nên mẹ có mua cho. Để làm gì mang đi luôn đi. Mang đi đi. Mang đi đi. Cho bố mang đi đi. Đi làm. Đi. Hôm nay anh có cho anh đi không mà anh đi. Thì anh đi làm mà. Đi làm, em biết anh đi làm hay anh đi đâu đâu mà. Đi làm đi. Đi. Chơi đi. Thôi. Đi làm đi hôm nọ. Có không cho đi bảo đi hôm nay bảo cho đi không cho đi không đi nữa. Vào nhà. Vào nhà làm gì? Đi làm đi vào nhà làm gì? Hôm nọ bỏ nhà đi bây giờ còn bỏ vào nhà. Ai cho vào? Đi yêu bố. Đi yêu bố. Không. Bố gọi yêu Bích được mà. Đi cầm đi vào nhà ăn đi nhá. Ăn đi nhá. Con xuống.
đi làm đi. Đi làm đi, không được vào nhà. Về đâu? Đi làm đi.